Lạy Chúa, con là lính trận ngoài biên. Vì xa thành phố, xa quá nên quên. Đêm nay ngôi hai trời xuống, ánh sao lung linh muôn màu. Con tưởng Hòa Châu soi tuyến đầu. LCX 137. Dàn này full chức năng, gồm có CD và kết nối điện thoại, tất cả đều hoạt động ok. Mình đang nghe nhạc qua chức năng CD nha. Em sẽ mở ra, ở trên này nó có nút âu phanh nè, dấu chấm tròn. Mình nhắn vào đây bật lên để lấy ra là dễ dàng, vệ sinh mắt cũng dễ dàng. Đây là hàng nhiệt điện 100V, vui lòng đừng cảm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm trung già thì liên hệ em. Đổi nguồn bên em thì như là cái ổn áp thu nhỏ vậy đó, to hơn bàn tay mình chút xíu. Mình có thể ghim cho hai dàn mini cùng lúc hoặc là một dàn trung dàn đại đều được nha. Chiều cao của lo là 22cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45cm, sử dụng cấu cho phòng 25m2. Hàng nhật điện 100V, em xin nhắc lại một lần nữa, lưu ý giúp em. Nhà có ổn áp cứ lấy điện 100V ra sử dụng, khỏi cần mua đổi nguồn. Số điện thoại cũng như Zalo bên cửa hàng em là 0931008099. Các em gọi đến số này để em tư vấn và chốt hàng, hoặc nhắn tin Zalo cho em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho mình tham khảo. Địa chỉ là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Ship Cop vui lòng cặp giúp em 300.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Bên em bán hàng không bao ship, hoặc chuyển đủ 100% em sẽ tặng mình cái sắt kết nối điện thoại nha. Kinh dàn này mình có thể chỉnh được lọc âm equalizer. Đây, mình có thể chỉnh được rock, bóp, xa, rồi FM là 108, mắc full này Việt Nam. Ngoài ra em còn nhận gắn Bluetooth vào trong dàn trong bán kính 50m2, Bluetooth bắt sóng cực kỳ tốt nha. Đối với Bluetooth gắn trong và gắn ngoài là hoàn toàn khác nhau, nên các anh nào có nhu cầu gắn Bluetooth để mình sử dụng công nghệ không dây, thoát những bài hát yêu thích mà không cần dây nhợ rườm rà. Bật máy tính nè, laptop là máy tính bảng, điện thoại là mình có thể phát những bài hát yêu thích rồi. Tiếp theo đây em sẽ test nhạc qua chức năng kết nối điện thoại. Nếu kết nối điện thoại dưới đây, lưu ý nè, đây là nút kết nối điện thoại, mình nhắn vào nó sẽ hiện AUX. Còn nghe radio AM FM á, thì mình nhắn nút trên. Bây giờ mình cùng nghe nhạc test. Hay là mình là mình. Mình cưới nhau.
xích lo không hề nghi trên lo. FM là 108 Bắc Phun Đài Việt Nam, mình cắm anten vào đi radio. Ngõ ao yên cái nói điện thoại TV máy tính. Bây giờ em xin kết thúc luôn lấy tết. Các nào mua hàng cứ liên hệ số điện thoại trên bài đăng để em chốt hàng và tư vấn cho các anh.